Không biết sao mà con chim con này lại nằm ở đây. Cầm nó lên mà nó nằm yên ở trên tay của mình. Trong lúc đang đi thì mình gặp nó nằm ở đây có một mình nè. Mới nhìn thấy thì mình cứ nghĩ nó là một con gà con. Cho tới khi nhìn kỹ lại thì mình mới biết đây là một con chim cút con. Đi thêm vài bước thì bất ngờ mình lại gặp thêm một con nữa. Lúc đầu thì mình cứ nghĩ nó bị lạc mẹ. Nhưng tới khi gặp thêm một con này thì mình nghĩ con chim mẹ nó cũng quanh quẩn đâu đây thôi. Hôm nay chắc là ngày đầu tiên tụi nó ra khỏi tổ. Do có mình ở đây nên con chim mẹ chắc nó không dám ở lại. Nhìn hai con chim con này nó rất là dễ thương luôn. Mình cũng rất là muốn nuôi tụi nó lắm á mọi người. Nhưng mà thôi, được mẹ nó chăm sóc sẽ tốt hơn là mình nhiều. Lúc chuẩn bị đi thì tụi nó còn chạy theo mình nữa chứ. Cái tổ ong này nó đã vô nhà mình làm rất là lâu rồi. Không biết là ở trong này tụi nó có nhiều mật hay không nữa. Nhưng mà mình thấy tụi nó rất là siêng làm việc luôn. Bắt đầu từ hừng sáng tụi nó sẽ ra ngoài để đi kiếm phóng hoa. Cho tới khi chiều tối tối thì tụi nó mới ổn định lại. Vì vậy người ta thường nói chăm chỉ như loài ong là có thiệt mà. Mọi người tuyệt đối không nên lại gần mấy con ong này quá nha. Nếu mà bị tụi nó chích thì cũng phải sưng mấy ngày. Ở phía sau thì mình lại phát hiện thêm một cái tổ nữa. Đây cũng được gọi là một cái tổ ong luôn đó mọi người. Mình cũng không biết cái tên gọi của loài ong này chính xác là tên gì. Mình thấy tụi nó làm ra một cái tổ như thế này cũng mất rất là nhiều thời gian để đi kiếm đất đắp vào từng chút. Còn cái thùng lo của nhà mình không biết sao bữa nay nó đã bị sập sệ hết rồi.